Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt nên lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì lìa sáu phép thần thông nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa sáu phép thần thông nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa sáu phép thần thông nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì lìa sáu phép thần thông nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa sáu phép thần thông nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Vì lìa sáu phép thần thông nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì lìa sáu phép thần thông nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt nên lìa mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa sáu phép thần thông nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì lìa sáu phép thần thông nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa sáu phép thần thông nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa sáu phép thần thông nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt nên lìa quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A La Hán. Vì lìa sáu phép thần thông nên lìa quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A La Hán. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa sáu phép thần thông nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Vì lìa sáu phép thần thông nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa sáu phép thần thông nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa sáu phép thần thông nên lìa trí nhất thiết trí.